Xin chào quý vị, tôi là MC ảo của đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 11 giờ hôm nay, ngày 10 tháng 3 năm 2023. Thưa quý vị, theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến nay chỉ tính riêng số liệu trên website lấy ý kiến nhân dân của cơ quan soạn thảo, chưa tính số liệu của các địa phương đã có trên 7.800 lượt ý kiến góp ý của hàng trăm tổ chức, cá nhân vào các nội dung của dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Cạnh đó, có 56 ý kiến góp ý bằng văn bản gửi trực tiếp. Qua tổng hợp bước đầu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhiều ý kiến tán thành với các nội dung cơ bản của dự thảo luật. Đồng thời đánh giá dự thảo đã có nhiều đổi mới, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, phát huy được nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế, xã hội, góp phần quản lý đất đai chặt chẽ, được sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả. Các ý kiến góp ý tập trung vào 11 nhóm nội dung như thu hồi đất, Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cơ chế, chính sách tài chính đất đai, giá đất. Thưa quý vị, Ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị sở ngành liên quan thực hiện khảo sát về tình hình quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật để chuẩn bị chương trình dân hỏi chính quyền trả lời tháng 4 với chủ đề quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật Trước đó, tại thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một số sự cố về công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật khiến các công trình này phải đưa vào bảo trì, duy tu. Điển hình như vụ đứt bó cáp ngầm cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh khiến cầu bị ngưng khai thác từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 3 năm nay. Sự cố xà lan va chạm làm hư hỏng dầm biên dịch chính cầu Bình Phước 1 trên quốc lộ 1. Hướng quận 12 đi thành phố Thủ Đức, sự cố thảm cỏ tại công viên Bến Bạch Đằng hư hại sau lễ hội. Thưa quý vị, khoảng 78 triệu người dân Việt Nam tương đương 79,1% dân số làm việc, học tập, giải trí trên không gian mạng. Trung bình mỗi người dân Việt Nam tham gia không gian mạng 6 tiếng 23 phút mỗi ngày. Tuy nhiên trên không gian mạng, mỗi giây có khoảng 1.000 cuộc tấn công mạng và 5 mã độc mới được tạo ra cùng với 40 điểm yếu, lỗ hổng mới một ngày. Mỗi người trung bình hứng chịu 3,5 cuộc tấn công mạng một năm. Riêng năm 2022, toàn cầu ghi nhận tới 480 triệu cuộc tấn công mã độc tống tiền. Thông tin trên được Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra tại Hội nghị tập huấn tăng cường kỹ năng an toàn thông tin cho người sử dụng trên không gian mạng ngày 9 tháng 3. Theo Cục An toàn Thông tin, trong năm 2022 đơn vị đã chỉ đạo, điều phối, ngăn chặn, xử lý hơn 2.700 trang mạng lừa đảo trực tuyến, vi phạm pháp luật, trong đó có gần 1.500 trang lừa đảo trực tuyến, đồng thời ghi nhận Cảnh báo và hướng dẫn xử lý hơn 12.000 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, bảo vệ 4,87 triệu người dân, tương đương 6,96% người dùng internet trước các cuộc tấn công lừa đảo trực tuyến vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Tiếp tục chương trình là những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, trả lời báo chí Đức Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết ông có thể nhận thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa sẵn sàng đàm phán chấm dứt chiến tranh Ukraine. Thật không may, tôi thấy ông Putin không có sự sẵn sàng vào lúc này, ông Scholz nói. Ông cũng lưu ý Ukraine phải quyết định những điều kiện mà họ sẵn sàng chấp nhận cho hòa bình. Ngày 10 tháng 3, Nga đã đưa ra các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với 144 quan chức chính phủ, nhà báo, nhà lập pháp và các nhân vật của công chúng khác từ ba quốc gia vùng Baltic. Theo Bộ ngoại giao Nga, đây là những quốc gia được coi là thù địch nhất với Moscow. Estonia, Latvia và Lithuania là những quốc gia chỉ trích mạnh mẽ nhất chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. thưa quý vị. Nhặt được túi đồ cùng tài sản trị giá hơn 15 triệu đồng khi đi tập thể dục, người phụ nữ ở Quảng Trị mang đến công an xã nhờ tìm người đánh rơi để trao trả. Cụ thể, công an xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã tiến hành trao trả tiền mặt, dây chuyền với tổng trị giá hơn 15 triệu đồng cho một người dân trên địa bàn. Trước đó, trong lúc đi tập thể dục về, bà Bùi Thị Kiều Hương, sinh năm 1977, ở thôn Nam Hiếu, xã Cam Hiếu nhặt được một bao nilon màu xanh tại ngã ba đường dẫn vào công ty gạch ngói Vĩnh Đại. Qua kiểm tra, bên trong túi đựng một số tiền mặt và đồ vật khác trị giá hơn 15 triệu đồng. Sau đó bà Hương đã đến trụ sở công an xã Cam Hiếu giao nộp, đồng thời phối hợp tìm trả cho người đánh rơi. Sau khi tiếp nhận số tài sản từ bà Hương, công an xã Cam Hiếu đã nhanh chóng xác minh và xác định túi sách cùng tài sản nói trên của chị NVNL. Tên độc tác trú tại địa phương nên liên hệ chủ nhân để trao trả. Nhận lại tài sản, chị NVNL tên độc tác bày tỏ niềm vui mừng, gửi lời cảm ơn đến bà Bùi Thị Kiều Hương và công an xã Cam Hiếu. thưa quý vị. Lễ vía quán thế âm Bồ Tát Đản Sinh sẽ diễn ra trong hai ngày 10 và 11 tháng 3 nhằm 19-20 tháng 2 âm lịch với hoạt động dân hương, thả hoa đăng. Hàng năm, Phật tử khắp nơi trên thế giới thường làm lễ vía quán thế âm Bồ Tát trang nghiêm theo lịch âm vào các ngày đảng sanh 19 tháng 2, ngày thành đạo 19 tháng 6 và ngày xuất gia 19 tháng 9. Ngày 19-20 tháng 2 âm lịch năm nay, lễ vía quán thế âm Bồ Tát Đản Sinh sẽ tổ chức tại quần thể tâm linh núi Bà Đen, Tây Ninh với nhiều nghi thức trang nghiêm như lễ khánh đảng, rước dân hương từ chùa bà lên tới đại tượng Phật Tây Bổ Đà Sơn. Bên cạnh đó, đêm hoa đăng mừng quán thế âm Bồ Tát Đảng Sinh sẽ được tổ chức tại quảng trường đại tượng Phật Tây Bổ Đà Sơn vào hai buổi tối 19 và 20 tháng 2 âm lịch. Từ 17 giờ đến 19 giờ 30 ngày 19 tháng âm lịch, Thiền sư Thích Minh Niệm sẽ tham gia chương trình pháp thoại với chủ đề tâm bình an nhìn đâu cũng bình an diễn ra trong giảng đường với sức chứa 300 người. Ban tổ chức cũng sẽ bố trí màn hình lớn livestream chương trình dành cho Phật tử, du khách tham dự tại khu vực trung tâm quảng trường Đại tượng Phật Tây Bổ Đà Sơn, là tác giả của cuốn sách Hiểu về trái tim, Thiền sư Thích Minh Niệm xuất thân từ Phật giáo Đại thừa Việt Nam nhưng sau đó tiếp thu dòng thiền Vipassana của Phật giáo Nguyên thủy, từng sinh sống gần 14 năm tại Pháp và Mỹ. Thiền sư Thích Minh Niệm đang ở Việt Nam thực hiện việc xây dựng cộng đồng chữa lành tâm hồn cho nhiều tầng lớp, nhất là giới trẻ. Thầy cũng dành nhiều sự quan tâm đến việc giảng giải kỹ năng sống. Kỹ năng vào đời, kỹ năng lãnh đạo, núi Bà Đen từ lâu đã trở thành điểm hành hương đón hàng triệu Phật tử mỗi năm đến chiêm bái. Tòa lạc lưng chân núi, chùa bà hơn 300 tuổi nằm gắn với quyên tích về linh sơn thánh mẫu Bồ Tát. Trên đỉnh núi là không gian văn hóa Phật giáo, với tượng Phật bà Tây Bổ Đà Sơn, khu triển lãm trưng bài hàng trăm phiên bản mô phỏng những tác phẩm nghệ thuật Phật giáo kinh điển, cùng công nghệ chiếu phim 3D mapping về sự hình thành của vũ trụ dưới lăng kính Phật giáo. giới chức Pháp cho biết việc phục dựng nhà thờ Đức Bà sau trận quả hoạn năm 2019 đang diễn ra đủ nhanh, để có thể mở lại cuối năm 2024. Đặc phái viên của Tổng thống Pháp, tướng Giang Louis Gatlin, phụ trách dự án phục dựng nhà thờ Đức Bà Paris Notre Dame Cathedral, hôm qua cho biết thời gian dự kiến đón khách là 12 năm 2024, phù hợp với yêu cầu Tổng thống Emmanuel Macron đặt ra ngay sau vụ quả hoạn. Nhưng thời gian mở lại này được cho là quá muộn cho Thế vận hội Olympic Paris dự kiến vào mùa hè năm sau. Nhất Linh cho biết tháp chuông mang tính biểu tượng của nhà thờ từng đổ sập trong trận quả quạng sẽ xuất hiện lại trong năm nay. Sự xuất hiện trở lại của ngọn tháp trên bầu trời Paris là biểu tượng cho thấy chúng ta đang thắng trong trận chiến khôi phục lại nhà thờ, tướng Nhất Linh nói. Quá trình phục hồi diện mạo nhà thờ bắt đầu từ 2022, sau hơn 2 năm tu sửa lại nền móng cũ nhằm đảm bảo an toàn cho các nghệ nhân làm việc. Giới chức pháp chọn phương án xây dựng lại nhà thờ đã 856 tuổi theo kiến trúc cũ. Một trong số đó là tái tạo ngọn tháp cao 93 mét, kiệt tác mà kiến trúc sư ưu dinh Vion Ledle đã xây dựng vào thế kỷ 19. Nhà thờ Đức bà Paris bốc cháy vào ngày 15 tháng 4 năm 2019 khi đang trong quá trình trung tu, khiến tháp nhọn và phần lớn mái vòm đổ sập. Cửa sổ kính màu, tháp, chung cùng hầu hết các tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ không bị ảnh hưởng. Các nhà chức trách cũng tổ chức một cuộc triển lãm, mở cửa cho khách tham quan miễn phí mỗi thứ ba hàng tuần, địa điểm tham quan ngay phía trước nhà thờ. Tại đây, khách có thể tìm hiểu các hoạt động xây dựng đang diễn ra thế nào, về chuyên môn, kỹ năng của đội ngũ. Triển lãm cũng trưng bày một số tàn tích của nhà thờ sau đám cháy, các tác phẩm nghệ thuật. Bộ trưởng Văn hóa Dreamer A. Bumalat cho biết việc mở cửa không đồng nghĩa với việc cải tạo kết thúc. Sẽ vẫn có một số hoạt động tu sửa diễn ra vào 2025, Malat nói. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Thân mến chào tạm biệt.